Bò Sát Đá Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bò Sát Đá Huy đang có mặt ở vườn cây của anh Tuấn Phương tại Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. Và hôm nay Bò Sát Đá Huy ngoài đến thăm vườn anh thì còn mang cho anh Tuấn một xe chậu tàu. À, chậu thì đã đến vườn rồi. Em chào các anh nhá. Chào Bò Sát Đá Huy, chào các anh em. Nào, nghiêng nghiêng. Các anh hộ em cái. Nào, luôn. Lửa này. Một xe quý vị nhé. Đưa đi. Vào lên thôi. Kéo vào tí nữa, anh kéo vào tí nữa. Rồi, nó khóa chân dưới rồi. Rồi, sâu rồi. Anh nhìn thực tế mấy cái mẫu mã này anh thấy sao anh? Đẹp em ạ. Lấy dạ. Mẫu mã này đẹp vào cây là hợp. Cái chậu này được cái anh thích là vừa trồng cây được. Tại vì độ chiều sâu vừa đủ lượng đất. Vâng. Mà mình vừa nuôi phôi mà cũng rất đẹp. Vâng. Vừa nuôi phôi mà vừa cây chơi. Sau là mình thay thế hết các cái chậu xi măng xấu này. Vâng. Đây nữa quý vị nha, toàn những cây để cho nhìn những cái phôi quý, nó phải ngồi trên chậu quý. Phôi quý, cây quý. Và những cái chậu này thì nuôi phôi rất ok. Và quý vị biết là chậu tàu này đi chơi thì cũng cực kỳ sang. Và vườn anh Tuấn thì quý vị biết là rất nhiều cây để mà vào những cái chậu này. Số lượng cây nhiều lắm. Tiếp tục những cây nữa quý vị này. Kéo vào chú. Anh ơi, sắp tới thì anh cần bao nhiêu công nữa để em chuẩn bị anh Tuấn ơi? Thì cứ thiếu đâu mình lấy đấy thôi chứ mình vâng. Chất là từ chú dắt xe vào trong này. Hai tháng nữa thì nó bắt đầu vào thu rồi. Đâu, vào thời tiết bắt đầu là thay chậu nữa rồi thì là đang bảo là thì lại lấy thêm. Đang bảo là sắp tới anh cần bao nhiêu công hàng chậu này nữa để em chuẩn bị. Thực ra anh cứ để ở đây nhiều anh em người ta lại nhờ lấy hộ mà. Vâng. Thay cây của mình tiện, rất nhiều anh em nhờ lấy hộ những cái cây, những cái bể như này. Để dịch cho ra ngoài tí đi, không đóng mở cửa được. Cái chậu cuối cùng quý vị ạ. Chậu cuối cùng. Vậy là 5 cái to quý vị ạ. Anh em đây ơi. Rồi xong. Vừa rồi đã chuyển cho anh Tuấn một xe chậu và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi ngắm dàn cây của anh. Đây là cái khu vườn cây thứ hai của anh Tuấn. Vườn này thì chủ yếu là anh những cái cây gần hoàn thiện và phôi. Rồi chào quý vị, chào các anh em nhé. Số những cái cây gần nhìn những cây ba thân này, anh đang vào hoàn thiện đồ già xuống. Cái này sau đợt này giờ nhìn trông to thế anh nhỉ? To mà bản thân nó to mà. Cái này gần hoàn thiện rồi. Anh ơi, cây này thì sang năm là ok không? Khoảng năm rưỡi nữa. Năm rưỡi là xong. Thì mấy tháng nữa anh thu tay này là anh đi bông. Ngọn nghĩa anh thu hết rồi. Già lắm quý vị nhỉ. Còn các cái vế bên này xong hết thì còn cây hoành này còn hơn năm là xong. Vâng. Các cái này xong hết rồi. Và một cây si. Cái si thì thôi rồi. Em phải quay hết từ dưới lên lên. Anh ơi, em hình dung là mấy năm nữa nhỉ? Cái hệ thống... Cây này không quá 2 năm nữa là đi triển lãm. Cái bệ này này. Sẽ đặc hết quý vị nhé. Cây này nó chỉ còn đúng cái thân hoành này thôi. Cây si này của anh ấy form đẹp lắm quý vị ạ. Form đẹp, chất đẹp. Chất răm lá đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Úi dồi ôi, mặt bệ này. Chảy xị hết. Đây. Cây này thì là cây yêu thích nhất ở vườn rồi. Không phải bàn cả nữa rồi. Một cây si cực kỳ tiềm năng của anh Tuấn. Đây, em nhìn những cây xanh này. Cuối năm nay là vào bông hết cả cổ ngọn này. Đấy, múa như là cô vũ nữ. Yêu quá nhỉ. Đẹp. Cái đồ chất của vị này. Cây không những form dáng đẹp mà còn còn chất, còn già lu cục. Bệ đẹp không? Thần bệ đẹp. Đã già mà lại còn có dáng nữa là tuyệt vời. Đã già mà còn chất, lại còn sang nữa. Cây này thì cũng chỉ còn mấy tháng nữa là xong hết. Vào bông hết rồi. Cây này thì cũng là một cái cây ba thân. Như giống dáng cái xuân thu chưa? Tương đối hoàn thiện rồi. Mấy tháng nữa? 90% rồi quý vị ạ. Đấy, cây nhất lộc này, cây này nhiều lắm, anh nhiều. Nhất lộc.
Em rất thích những cây trực hoành nhá. Mấy cây trực, cây trực bay. Yeah. Nó bay ở đây. Trong hai thân nó có những cái tương tác, cái bổ trợ nhau. Đấy, rất là đẹp. Cái hai thân này, cây này, cây này. Cây xì và lá. Vườn anh Tuấn cũng rất nhiều cây hay nhiều thân. Và đặc biệt là trực hoành cũng rất nhiều. Trực hoành 5 thân, 3 thân đủ hết. Và cây hai thân này mỹ yêu này. Bé tí. Đúng không? Đây đúng là một cái cây được chơi. Cổ thụ thu nhỏ này. Đúng rồi. Em nhìn, nhìn này. Lu này. Lu này. Nếu nhìn già, nhìn như này cách. Thì quý vị không nghĩ là cái cây chắc chỉ cao 30 mấy phân thôi. Đúng, đúng không? Rồi. Nó chỉ tầm 40 phân. Không đến 40 phân. Chưa đến 35 phân. Phân. Nhìn cái form dáng này. Hai người bê nhẹ mà. Form dáng vào hình một tỷ lệ vàng. Đẹp không? Già lắm. Này cứ bán rẻ thế Đức Huy, Đức Huy bê nhẹ, bê chạy phăng phăng. Thực ra làm gì có rẻ có đắt đồ chơi mà. Đây cây cũng cây năm thân. Chúng ta đến cây năm thân. Cây này thì cuối năm nay là xong hết, đi bồng hết. Chiều cao cao khoảng 90 phân anh Tuấn nhỉ? Thế thôi, chỉ gần 85-90 thôi. Chậu này thì bóng tàn cũng phải... Chậu này đến... là chậu 90m3. M3 và bóng thì phủ hết chậu rồi. Phủ hết chậu, chậu còn hơi bị chật so với cây. Bóng cũng phải tầm... Cây này anh đặt tên là Ngũ Mộc Kỳ Duyên. À, Ngũ Mộc Kỳ Duyên. Là 5 cây kết hợp với nhau mà nó vừa kỳ mỹ, đẹp lắm. 5 thân không cần là giống thân nào. Mặt trước nó mặt kia cả. Mặt chính nó mặt kia. Mặt chính nó thì anh Tuấn anh thu bông rồi, chờ đi mấy cái tay. Anh Tuấn này. Nhiều cây nhiều thân. Đấy. Đúng không? Cây hoành đẹp không? Cây chủ vườn theo đẹp. Cây rất bắt dáng. Cây này mấy cây gì nhỉ? Ngũ Đại Tướng Quân. Con này là Ngũ Mộc Kỳ Duyên. À, cũng có cái nét gần gần giống nhau anh nhỉ? Con này về sau anh sẽ đặt tên một cái di tích cũng là chữ Ngũ. Yeah. Nhưng mà một di tích nổi tiếng ở Việt Nam. Thế là... Có những 5 cái quả núi ở Việt Nam. À. Nhưng không phải Ngũ Ngũ Hành Sơn. Con này sẽ là đúng tên. Ấy. À. Đây cũng cây năm thân nhưng mà nó lù cục lây. Sao lại già thế này? Ui dồi, cái này khoảng 2 năm nữa là anh vào bông hết. Đây là da voi chứ không phải da trâu rồi. Đây em nhìn, năm thân mặt chính này mở mặt. Mặt ý nhìn như ba thân. Nhưng mặt này lại nhìn như năm là mới là rõ thấu năm thân này. Đấy, nó dựng lên vách mở hết cả năm thân. Da voi, da cá sấu rồi. Không phải là khiếp thật. Cũng là năm thân quý vị ạ. Thì ngắm tiếp quý vị nha. Dàn phôi chất lắm. Ôi toàn cây. Đây này. Mùa này nóng quá chưa cắt ra được em. Thời tiết hôm nay rất nắng nhưng mà anh ơi rất là may đang có một cái thời tiết đang râm. Đấy những cái cốt giả này vì sao lùi thành cây nó mới sướng ấy. Những cái đồ tương lai của anh ấy nhiều lắm. Cây này là cây cũng đi triển lãm ở ấy đấy. Ở Quy Nhơn đấy. Vừa rồi cho nó bị gãy mất mấy cái dăm ấy, về phục hồi lại 2 năm rồi, gần 2 năm rồi. Triển lãm Quy Nhơn. Đi Quy Nhơn tác phẩm này. Quần Thụ Si Hồng. Đấy, nhiều lắm anh nhiều. Đây này quý vị nhiều. Rất nhiều. Đấy, cốt hai thân. Đây những cốt hai thân rồi một tử như này nữa. Và anh ấy có anh thợ giỏi đó là anh Phương. Anh ấy tạo tác. Và người định hướng, người đầu vào thì anh Tuấn là người tuyển chọn rất kỹ, người có tầm nhìn. Nhìn xanh quê như nay vì sao anh làm thành cây chết người. Có tầm nhìn, có chiến lược. Đấy, đấy là những cây tán tầng hóa đây này em này. Đây là xanh quê hả anh? Xanh quê đấy. Xanh quê nuôi hơi lâu. Dạ. Nó dạng như lam điền hạt đấy. Đúng rồi, cái này thì cũng dạng lam điền hạt. Búp trắng ấy. Búp trắng. Một phôi si, một cây si cực kỳ tiềm năng của anh Tuấn quý vị này. Cây này cái lộ trình em nghĩ là phải đến 5 năm nữa không anh? Cái này tôi cứ làm đến đâu túc tắc đến đấy nhưng anh nghĩ là không đến đâu. Tại vì chủ yếu là cuối năm nay anh thu tay chốt. Vâng. Nuôi lâu nhất là cái tay chốt này. Hơn 4 năm rồi, 4 năm rưỡi rồi, chưa 5 năm rồi đấy. Rồi. Là chưa được cắt cái tay chốt này. Em nghĩ là cái tay đấy cũng phải nuôi thêm một tí nữa. Anh phải nuôi cuối năm nay anh mới cắt.
Vâng. Xong rồi bắt đầu mình nuôi chuyển tiếp và vừa nó vẫn to lên là vừa em ạ. Vâng. Quý vị thấy cái cây si này, cốt si này có tiềm năng không? Nó như là cái cốt của tiên lão không? Mà cây này mấy tầng bệ anh chặt đi. Đúng rồi. Và cây này khi mà em nghĩ là sau này sẽ moi chân ra. Chân cây này thì chảy hết. Anh chặt mấy lần bệ rồi đấy. Ừ. Cái bệ nó nhiều lắm. Trước nó ôm 3 tầng chậu cơ mà. Nhưng mà anh nhìn thấy để nhiều chậu trông xấu lắm. Nhiều chân đấy hả? Không, ôm mấy cái chậu trông xấu lắm. À, ôm mấy lần chậu. Vâng, vâng. Anh chặt hết. Vâng. Tại vì bây giờ nhìn cái mình chơi cây cảnh nghệ thuật mà cứ chậu nó mất cái điểm đóng của cây so với thân. Đúng, đúng. Nên đây cái sở thích của mình thôi, còn nhiều người là cứ thích dĩ nguyên mấy cái chậu. Rồi. Chúng ta đi ngắm tiếp dàn đồ quý của anh. Anh ơi, sao phôi mà cây nào nó cũng màu đồng hết này anh? Ừ, cây này thuộc dạng da vàng lá béo. Da vàng, lá gì? Lá nó béo. À, lá dày hả? Lá dày, à. Nó tròn. Da vàng. Cũng là lam điền nên da nó đỏ. À. Đây, còn đây cây đằng sau nữa. Cây này form sau đẹp này. Đẹp, cây hai thân đẹp. Anh cũng xây dựng một cây trực hoành này. Nhưng mà tỷ lệ nó em thấy thì nó rụt rịt hơn, đúng không? Chính xác. Mà mình làm ít bông về sau là nó dễ sửa chữa, nhiều đời con cháu dễ sửa chữa. À. Chứ những cái cây nhiều quá nhiều bông ấy, ngay anh em mình ấy, co vít sửa chữa nó vất vả lắm. Khi mà chỉ cần một vài bông nó vênh váo là nó ảnh hưởng cả hệ thống, cả cái tổng thể. Đấy đấy đúng rồi. Nên co vít khổ lắm, số lượng bông nhiều mà nó hay để một thời gian hay bị rối. Mà mình thử nghĩ xem là mình yêu cây như thế mình làm còn vất vả, liệu con cháu có yêu không mà giữ được nhiều được. À. Đấy là trong tại sao anh làm rất thưa thoáng. Thực ra cái bền vững lại chính là cái đơn giản. Và càng đơn giản bao nhiêu càng bền vững bấy nhiêu. Cái cốt này của anh Tuấn cũng đã này. Ừ, cốt ý cũng đã. Nó chảy nhũn hết, nói chung là anh toàn cốt già thôi. Già. Đấy, em vào em quay cốt xi đằng sau lưng thì nhìn chết khiếp này. Quý vị có dịp thì đến vườn, trực tiếp đến vườn anh Tuấn Phương thì ngắm cây mới đã. Anh ấy có một cái vườn cây VIP và vườn này là cái vườn chuyên tạo tác và nuôi cây. Những đấy, cây... cái chậu to lấy cái Đức Huy là thay kể cả cây này đấy. À, thay cây này ấy hả? Ừ. Cây này chậu bị chật rồi. Bởi vì khi anh có thời gian anh nuôi chậu nhỏ này thì nó có cái nét bệ. Cốt chậu, mặt bệ đấy. Nó chặt mặt bệ. Chặt mặt bệ xong bắt đầu mình mới đưa ra chậu bắt to. Bắt đầu lâng dần theo thời gian. Đây đây đây, đúng rồi. Nên nếu mà mình mà nuôi một phát chậu rộng ngay, mặt bệ rất hay bị hỏng. Vâng. Nó chủ yếu nó lao ra và mấy cái rễ nó bị to, bị thô. Vâng. Nhưng khi mình nuôi ở chậu chật đấy, mình điều chỉnh được cái mặt bệ. Về sau nó đóng bánh lại nó cực đẹp. Đấy, cứ sau nên này về là... nguyên tắc là không được phép nuôi chậu rộng. Cây chất chậu phải nuôi là nuôi chậu chật. Xong lâng dần lên. Cho dần, đưa cho dần cho chậu to. Vài làm một, đúng không? Lên và giải thích cho Đức Huy nhé. Tại sao những cái cây mà vuốt bóng là không giữ được cái form? Đà. Cây uốn ý, uốn toàn bộ cây từ gốc lên ngọn rồi đến tay cành ý. Xong rồi chia bông luôn. Là cây đó sau 10, 15 năm đẹp đến mấy đẹp nó bị dướn tổng thể. Ừ. Bây giờ nói cho những Đức Huy nhá, đúng không? Không phải là dướn cao. À. Về bản năng sinh lý của nó nhá, đầu tiên nhá, một cái mầm em ra nhá, nó chỉ cách nhau mỗi lá chưa đến 1 cm, đúng không? Rồi. Nhưng em nuôi nó to như này là cách nhau bao nhiêu? Rồi, mấy rồi. cm mà to như này nhá, cách nhau đến hơn 10 cm luôn. Và. Với một cái cốt này nhá mà to như này. Em không dừng đường chuyển của thân chủ hoặc là những thân hoành ấy thì về sau ấy cây nó bị dướn đều. Nhưng khi em đã cắt rừng nó chuyển tiếp thân, kể cả từ thân đến chi, không bị dướn nữa, cây đó mới là khóa khẩu độ. Và cái cắt giật đó để cây nhá, về sau nó không bị dướn cao mà lại toàn xù ngang, cây rất đẹp. À. Còn không, nếu mà em cứ uốn từ đầu đến cuối thì cây nó sẽ bị dướn. Bản năng sinh tồn của nó là dướn, nó dướn dài. Nhưng khi em cắt mạch của nó nhá, thì em chuyển tiếp thân là toàn bộ cái phần này nó không bị dướn. Nó chỉ ra là nó chỉ xù ngang thôi, ngang thôi. Đấy. Thế nên nguyên tắc cây phải biết kết hợp giữa cứng và mềm, vừa dừng độ dướng và khóa cái độ dướn của cây. Kể cả đến tay cành nhá, khi em chuyển giật, em chuyển bông đến từng chi răm nhá,
thì em đã giữ được khẩu độ nó bao nhiêu rồi thì là nó sẽ không bị dướn nữa, nó chỉ xù ra nó đẹp hơn. Nên cây bền vững khác với cả cây đẹp trước mắt. À. Đấy, nên muốn cây bền vững nhiều đời là phải chuyển thân. Chuyển từ thân chủ đến thân hoành hay là thân siêu bên cạnh đều phải cắt rừng. Và các cái chi của nó ra đều phải rừng. Như anh Tuấn chia sẻ là phải đều phải có những cái lút khóa đúng không? Lút khóa, khóa độ dướn cây là đây, phải đây. Cắt, đó. Xong rồi chuyển. Xong bắt đầu chúng ta mới... Không, nó cứ dướn dài mà. Đây. Bất kể cả em nuôi một cây em vuốt bóng bao giờ về sau là dướn tổng thể hết. Đúng rồi. Nó mất form cây. Đó là nên cây bền vững là phải cắt giật. Kinh nghiệm của anh Tuấn. Và mọi người lên nhìn đây này, tất cả những cây uốn trông thì nó mềm mại. Nhưng nó mềm quá nó có đẹp không? Không đẹp. Mà tất cả các cây cắt giật thì trông như người máy nó cứng nhắc hết. Phải biết kết hợp điểm nào là điểm cắt giật và điểm nào là mềm mại. Nghệ thuật là kết hợp giữa cứng và mềm. Em cảm nhận là khi mà chúng ta cần làm sao chúng ta phải những cái cắt chuyển và dây làm sao cho nó hài hòa. Nó hài hòa. Nhưng mà hay nhất là các anh em trước khi cắt giật nhá. Lên nhớ là trước khi cắt giật là mình phải đi dây nhá. Đi dây để làm gì? Để cho cái cung nó không bị lao thẳng. Cái mềm. Ngay mềm. Về sau cái cút của mình nó hơi mềm. Nó mềm. Và khi mình uốn dây nó bị vỡ xương về sau nó bẹt. Em hiểu chưa? Nó vỡ xương trong mà nó phát triển nó bị méo. Em hiểu. Lên cây nó mới cằn cỗi nó đẹp. À. Hơn là cây là cứ mình cứ lùi thẳng tắp rồi. Đúng xong rồi. Mình cắt. Nó không vỡ được cái lúc ban đầu lỗ nhỏ nó bị vặn vỡ. Đây này như cái này anh thì nó rất cắt, đẹp. Anh cắt rất nhiều này nhưng cắt mà nhiều. Anh phải đều phải đưa dây vào anh. Đều phải đưa dây uốn trước hết. Uốn cung. Uốn lấy cung. Uốn cung nó vừa cứng vừa mềm đấy. Thì nên làm cây là nó có cây. Kỹ thuật riêng ấy. Và anh Tuấn cũng chia sẻ một số cái kỹ thuật của anh để cho quý vị yêu cây tham khảo. Anh đang xây dựng form này quý vị này. Cái đầu tiên là xây dựng cái form dáng, bố cục. Như xây một cái phần thô ấy anh nhỉ. Khi mà mình làm được cái cây, những cái điểm đóng nó cập kênh và cây đúng cây thân pháp thì mình có làm theo lối bonsai quốc tế nó vẫn đẹp. Vâng. Tại vì nó mở thân mà. Vâng. Khi mà mình đi bộ răm nên mà mình có làm theo chia tay cành đối xứng hay bông tán tản vân đều được hết. Nhưng khó nhất trong cây lại là bông tán tản vân. Vâng. Để chia được hợp lý. Chứ còn làm mà bông rối thì rất nhanh. Vẫn trên một cái cốt đó nhưng mà mình chia mấy cái chi thôi mà. Vâng, vâng. Nhưng vâng. Mà mình có cái chi nào mình uốn như kiểu miền Nam làm thì đơn giản mà. Vâng. Quan trọng mình thích chơi cách nào thôi. Có rất nhiều những cái lối chơi, những cái cách tạo tác. Và cái quan trọng là mọi người thấy cái thế mạnh của mình là cái lối chơi nào và cái gu của mình là cái lối chơi nào. Cái niềm đam mê yêu thích của mình lối nào thì mình chơi lối ý thôi. Thì chúng ta phát triển cái lối đấy đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng đầu tiên phải được cái cốt với cái dáng đẹp. Nếu để mà phôi ở vườn anh Tuấn thì nhiều lắm. Nhiều lắm, không quay hết đâu. Không thể quay hết đâu. Thế thì đến đây thì khả năng anh em mình sẽ xin phép quý vị để dừng video đi. Thời tiết cũng nắng quá anh ạ. Nắng quá. Rồi, xin được cảm ơn quý vị anh em nhá. Cảm ơn anh Tuấn nhá. Con Sao Đá Huy xin phép được dừng video đây. Xin được cảm ơn quý vị và sẽ trở lại với quý vị trong thước phim sau.